các bạn thân mến, hôm nay là ngày 27 Tết. Mình có ghé qua một chợ hoa. Hôm nay cũng rất là tấp nập người mua bán. Vâng, chợ hoa cũng rất là nhiều và xe cộ mọi vấn đề. Và đây là thuộc xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất. Vâng, mời các bạn xem cùng giá nhé. Đây bên này là bên đào ạ. Xe pháo người đi lại rất là tấp nập. Còn cái xu hướng năm nay người ta mua cái cành đào là rất là nhiều. Còn hôm nay là mọi người được nghỉ Tết. Còn đây người mua người bán rất tấp nập. Các bạn xem ở bên đây là vườn quất nhé, rất là rộng. Người mua hôm nay tấp nập hơn xưa. Anh ơi, hai cái quất này giá bao nhiêu hả anh? Chưa rời cây rồi, cũng rất là đẹp rồi. Năm nay thế này là rẻ đấy. Đang rồi. Quay con cháu lên rồi anh. Ở đây. Người đi chợ là mua quất đào là cũng rất là đông. Kinh nhau ơi bác, về cho follow. Đây. Đây nhiều những đôi cặp trẻ đi mua đào rất là đẹp. Đây có những cây quất rất đẹp này, từ 500 đến 2 triệu. Vâng, đây xe người chở đi rất là tấp nập. Hôm nay với lúc là phiên chợ Tết. Chợ rất là nhiều người mua kẻ bán. Năm nay quất rất là đẹp, còn đào thì có khả năng là lở nhiều. Quất cái chảy nhé. Chị năm nay chở quất có được có nhiều việc không chị? À vâng, nhưng chắc hôm nay còn nay mai ngày kia nữa cơ mà. Nhưng mà mai người ta mới được nghỉ đông, người ta mới mua đông. Thôi cố gắng làm một ngày, làm bằng một tuần của mọi khi bình thường thì thôi, mình cứ phải cố gắng chứ chị. Thank you.
Ở đây người xem, người mua, người bán rất là nhiều. Thế thanh niên vẫn ngồi chơi ít việc á, rồi đây. 200 là anh à? Không, 200 không lười ạ. 200 thôi, thôi bán rồi, có đi đến giúp việc không? Gần, nhưng mà em làm đồng giá đúng rồi, hôm qua em chở rồi một đào một quốc em là 200 kia rồi. Không được anh ạ. Năm nay có nhiều việc không anh? Cũng tạm tạm chú ạ. À rồi, rồi thì chợ cái xuân cố gắng chờ cái xuân rồi. Vâng. Vậy là tôi chúc có nhiều việc làm nhé. Vâng, thì cháu chúc chú và gia đình chuẩn bị năm mới mạnh khỏe nhá. Rồi. Đây các gốc cây đào rừng à. Người mua người xem rất là đông rồi. Đây có những cây đào thế rất đẹp rồi. Đào rừng. Thế như các đào thế này. Vẫn là người xem là chủ yếu. Anh chạy kìa. Đây một chỗ mai. Đây cũng rất là nhiều người mua nhá. Thế đôi bạn trẻ là mua hai cành quất này bao nhiêu tiền đây? Cành này 550. Rồi rồi. Cành này 350. Rồi. We'll be right back.
thân mến, các bạn sẽ cùng mình đến thăm chợ hoa. Đây là thuộc đường Cổ Linh, thuộc quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Vâng, chợ hoa rất là đông. Mời các bạn cùng ngắm xem nhé.